Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta tạo cái sitemap HTML trong cái LinkedIn Yourself ha. Trước khi mà hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta cấu hình đó, thì tôi sẽ hướng dẫn giới thiệu sơ lược cái sitemap HTML là gì. Thì đa phần các bạn mà mới thiết kế website á, cứ lầm tưởng là khi mà mình tạo một cái website xong rồi đắp lên đó thì Google nó sẽ tự động nó index cho mình liền, thì cái đó là một cái không chính xác nha các bạn. Để cho Google nó mà index hoặc là lập chỉ một nhanh cho website, những website mới đó, thì chúng ta cần phải khai báo cho Google một cái sitemap, là một cái đường dẫn để chứa tất cả các đường link ở trong cái website của mình đó, thì đó gọi là sitemap. Thì sitemap đó nó có rất là nhiều dạng, nhưng mà thường là sẽ là sitemap.html ha. Đối với cái website á, mà chúng ta không sử dụng cái listing yourself á, thì các bạn có thể là kiểm tra cái sitemap bằng cách là chúng ta vào cái website, sau đó từ cái đường dẫn này nè, chúng ta sẽ đánh là gì, sitemap.html, enter. Thì sau khi enter á, thì nó sẽ trả về cho chúng ta cái đường dẫn. Đây là cái sitemap của chúng ta. Thì đây là sitemap mặc định do WordPress tạo ra nha. Đây là cái trang chủ của cái sitemap, thì nó sẽ chứa tất cả những đường link trong đây. Khi mà khai báo với Google á, trong Google Search Console á, thì các bạn chỉ cần khai báo cho tôi cái đường dẫn này thôi. Nếu trường hợp các bạn không sử dụng Yourself thì các bạn có thể khai báo trực tiếp bằng cái sitemap HTML này của WordPress ha. Các bạn chú ý là đây cái chữ WordPress nè, sitemap đây. Thì tôi sẽ nói thêm một cái vài cái thông tin về cái sitemap ha. Thì sitemap là nó sẽ chứa những cái đường dẫn ở trong đây. Các bạn khi click vào đây thử ha, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ liệt kê cho chúng ta những cái đường dẫn, những cái bài viết mà chúng ta cần lập chỉ mục. Thì khi các bạn viết những cái bài mới á, thì tự động nó sẽ đi vào, nó chứa trong những cái link HTML này ha. Rồi đối với các bạn sử dụng cái login mà để chúng ta sell đó, chốt sell đó, thì các bạn có thể bật cái sitemap bằng cách nào? Thì thông qua cái bài viết này ha, tôi có thể để cái bài cái link bài viết này trong phần mô tả, các bạn có thể click vào để xem ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi tạo cái sitemap của cái LinkedIn Yourself nha. Đầu tiên là các bạn vào trong đây, các bạn click cho tôi cái phần cài đặt LinkedIn nha. Trong cái ô tìm kiếm này các bạn phải tìm cho tôi cái LinkedIn là Yourself. Sau khi kết quả tìm kiếm trả về á, thì các bạn hãy cài đặt cái LinkedIn này ha. Đây các bạn nhấp vào đây cài đặt. Sau khi chúng ta cài đặt thành công á, thì các bạn kích hoạt lên ha. Sau khi kích hoạt thành công á, thì các bạn hãy tìm cho tôi đến cái mục này. Các bạn nhấp vào tính năng, sau đó các bạn kéo xuống cái phần mà chúng ta có thể đây sơ đồ trang HTML ha. Nếu các bạn thấy trường hợp như thế này đã tắt thì các bạn bật lên ha. Sau khi các bạn bật lên, các bạn nhấp vào lưu thay đổi giúp mình. Tiếp ra về để chúng ta tìm cái đường dẫn của cái sitemap HTML của Yourself bằng cách nào, các bạn nhấp vào dấu chấm hỏi này, thì ở đây cái đường dẫn đây là đường dẫn cái sitemap HTML của chúng ta nha. Trường hợp các bạn sử dụng cái Yourself á, cần khai báo với Google á, thì các bạn copy cái đường dẫn này, các bạn nhấp mở. Lúc này các bạn sẽ thấy lúc này đây cái sitemap bây giờ là của Yourself ha. Đây thì nó cũng tương tự như của WordPress ha, nó sẽ cũng chứa những cái đường dẫn trong cái HTML này ha. Các bạn có thể click vào trong đây, các bạn sẽ xem thử ha. Đây thì nó cũng tương tự như cái sitemap của WordPress mà cung cấp cho chúng ta. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta đi tìm cái sitemap để chúng ta khai báo với Google ha. Thì các bạn chỉ cần copy cái đường dẫn này, chúng ta khai báo với Google thôi.
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.